theo Ủy ban Nhân dân phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Địa chỉ này đăng ký hoạt động kinh doanh siêu thị tại tầng 1 từ đầu năm 2022. Tại những tầng còn lại, phường ghi nhận có hiện tượng đông người tập trung. Vào tháng 10 năm ngoái, từng có nhiều người phản ánh, trong đó chủ yếu người già, cán bộ hưu trí, về việc công ty kêu gọi góp vốn đầu tư. Tuy nhiên, chính quyền phường Mễ Trì cho biết chưa phát hiện hoạt động lôi kéo đầu tư tiền ảo tại đây. Còn các cái hoạt động của cái nhà biệt thự đấy thì tiếp cận rất là khó. Muốn lên tầng 2 được và muốn tìm hiểu các cái hoạt động khác nữa thì đều bị là ngăn cản, không cho phép. Cái công tác mà nắm tình hình của mình đã đủ sâu sát chưa? Thực ra thì với chức năng quản lý nhà nước ở địa phương thì tất cả những cái vấn đề có liên quan đến các cái hoạt động ở trên địa bàn thì đều phải được theo dõi, giám sát và nếu có vi phạm thì xử lý. Cái sinh thái của mình, đây ở đây là văn phòng như là nó có nhỏ thôi chứ còn... Nhóm đối tượng liên tục giới thiệu về việc có thể dùng tiền ảo để giao dịch phía dưới siêu thị, mua ô tô, đi du lịch ở nhiều địa phương trong cả nước để tăng niềm tin của người dân về đồng tiền này. Theo nghị định của chính phủ, các loại tiền ảo, các dạng tài sản số, tiền mã hóa chưa được công nhận là tài sản, không được coi là phương tiện thanh toán tại Việt Nam. Việc cung ứng, phát hành và sử dụng các đồng tiền ảo là không hợp pháp. Cục an ninh mạng thì cũng đang phối hợp với cả công an các địa phương để chúng ta làm rõ các cái hoạt động này. Có thể nói là sẽ không có cái hoạt động kinh doanh nào mà có được những cái mức lợi nhuận cao như vậy trên các cái môi trường không gian. Thế và những cái dấu hiệu của cái hoạt động mà lôi kéo rồi hoạt động đa cấp tiềm ẩn rất nhiều cái rủi ro cho những người dân mà tham gia vào các cái mô hình này. Hiện nay để giao dịch trên các sàn tiền ảo, người tham gia đều phải chuyển đổi tiền Việt sang USDT, cũng là một loại tiền ảo. Theo cơ quan công an, khi chuyển đổi sang đồng tiền này thì đó là những thỏa thuận dân sự của nhà đầu tư với các nhóm đối tượng. Khi xảy ra rủi ro, thậm chí nhà đầu tư bị lừa đảo thì rất khó để điều tra xác minh các nhóm đối tượng cũng như truy cứu trách nhiệm hình sự.